mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết quảng thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Hơn núi sông kia
nơi ấy có màu đen thanh khiết, mẹ buông lơi đôi gánh đời, bao năm tháng đã nặng quằn vai. Mẹ tôi là dòng suối mát cho đàn nai con về tắm mát từng chiều. Mẹ tôi là khu rừng bát ngát cho đàn chim non về ca hát từng ngày. Mẹ tôi giờ đâu còn nữa, bà ơi, để cho đàn nai con ngơ ngác, để cho đàn chim non sơ sắng, mẹ ở nơi nào? Vòng tay tìm con thơ bé,
sông Thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Để hợp đồng ra sớm hoàn quyền đảng dục sùng báo bản chi tâm kính thiết triệu hồn chi nế cảm tử thân hoàn hương nhất mộng hồn phách nếu minh bằng sứ gia chi thần công tiếp dẫn linh hồn chi hiền chỉ hòa hồn phiêu du tam giới hòa hồn biến tại xa phương. Và chí vô sơn đã tông năm hoặc bà vu keo nương đạo nọ hoặc tại đông tây nam bắc hoa toàn thu chí tâm ngay treo thành sinh cư chung giới từ nhập âm cung hồn thăng đạo thoát chi thiên phải giá hoàng quyền chi địa châu ai tờ vạn vạn nắng chưa hợp đồng ra sớm môn quyền đi đàng tâm thành nhân niệm tư hương nghi ngờ mẫu lương dục chiên mà phổ thổ tam niên ngờ tưởng thập kỳ thập nguyệt hoài thai thân tất hàn đơn chi liệt nà tiên tư bạch mộ kiến khâm hoa kim nhạc toàn tự kiểu hoa sẽ sống mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Danh sách sống của mẹ tôi để mình tôi thương khóc.
cho người. Khi ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng, mẹ còn đầy những hoài mơ. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Hải Thanh. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy và Hội đồng Hương ước xóm Sống Trường. Kính thưa ban tổ chức lễ tang. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách gần xa và toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến. Cụ Đinh Thị Ngọ, tức Phạm Thị Tùng, sinh năm 1930, là bà thím dâu hộ duệ đời thứ 9 của dòng họ Phạm đại tộc gốc Mạc, có từ đường tại xóm Nam Lễ, xã Hải Hưng và trực tiếp thuộc Phạm Tri tộc, có từ đường ở xóm Sướng Cầu, xã Hải Thanh. Sinh thời, cụ sinh hạ được hai người con, một trai, một gái đã trưởng thành và đã có các cháu, các chất thuộc thế hệ đời thứ tư. Nhiều năm nay, cụ bị kém mắt nên việc giao tiếp với họ hàng, làng xóm gặp nhiều hạn chế, khó khăn, nhưng cụ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng. Nhưng vì tuổi cao, bệnh trọng không qua khỏi, cụ đã từ trần hồi 16 giờ 15 phút ngày 24 tháng 8 năm 2016, tức là ngày 22 tháng 7 năm Bính Thân, cụ hưởng thọ 87 tuổi. Cụ mất đi gia đình, mất đi một người vợ, người mẹ, người bà, người cụ. Họ tộc chúng tôi mất đi một bà thím, xóm làng mất đi một người hàng xóm bạn bè hiền lành giản dị. Giờ đây, họ Phạm đại tộc chúng tôi đã có mặt để cùng với gia đình và làng xóm xã hội lo tổ chức tang lễ cho cụ Phạm Thị Tùng được trang trọng và chu tất. Trước khi vào buổi lễ, tôi xin thay mặt cho họ Phạm đại tộc và gia đình cảm ơn các vị đại biểu, bà con nhân dân và quý khách gần xa, bạn bè thân bằng hữu hữu đã có mặt để dự lễ tang cụ Phạm Thị Tùng. Và sau đây, tôi xin được điều hành chương trình buổi lễ thành phục. Nhận tin buồn bỗng dưng đưa tới, cụ từ trần vĩnh viễn đi xa, họ hàng thân thích đoạt là tề tựu đông đủ cùng gia đình rồi. Trước kính viếng hương hồn người đã khuất, sau chia buồn cùng tất cả tan ra.
trước Ninh Sàng, nay đã đến lúc dẫn cháu con ra thành phục triệu tang. Tôi xin mời hai ông chú đại diện cho họ tộc vào bái linh và dẫn con cháu ra trước Ninh Sàng làm lễ thành phục. Xin kính mời. Sấn thiên địa và đội khăn cho con trai. Sáng ngời soi đường chỉ lối phụ về nơi suối vàng. Tôi xin giới thiệu hai cháu Dương Tuần Đăng lên đình sàng. Xin mời. Dâng lên trước cữu tỏ bày tiếc thương. Tôi xin giới thiệu hai cháu Dâng Tuần Hương trước Ninh Sàng. Xin mời. Con trai
cúng mẹ hai cúng, phía sau vái cụ hai vái. Chén tử ngon dâng lên trước cữu, tấm lòng thành báo hiếu ân thâm. Chúng con giọt lệ âm thầm, anh em con cháu ghi tâm báo đền. Xin giới thiệu hai cháu dâng tuần tỉ trước linh sàng. Văn lập phục của cháu con túc trực trước linh, tỏ bày sau trước nghĩa tình, giải dòng tâm sự tâm linh cảm hoài. Cháu con rầu lý bi ai ở nơi chín suối, cụ thời thấu cho. Tôi xin giới thiệu một người đại diện cho con cháu lên đọc văn lập phục, xin mời. Thank you.
dân tiếng gọi là tận hưởng ngọt ngon, tấm lòng thơm thảo cháu con về nơi chín suối cụ còn nhớ ghi. Xin mời hai cháu dân tuần trà quả nên đi trà, xin mời. Thank you.
con trai cúng mẹ hai cúng, phía sau vái cụ hai vái. Mời hai ông chú đại diện cho họ tộc dẫn con cháu về phía sau trên sàn tiếp tục cùng ta. Thưa các vị đại biểu tân quý khách gần xa, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tăng quyến, trong không khí thi đua của toàn đảng, toàn quân và nhân dân ta lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì cán bộ nhân dân xã Hải Thanh bùi ngùi xúc động thương tiếc khi nhận được tin báo buồn của gia đình cụ Phạm Thị Tùng, tức cụ Đinh Thị Ngọ, sinh năm 1930, hội viên hội người cao tuổi xã Hải Thanh, sinh chú quán đội 5 xóm Xuân Trường, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Qua một thời gian căn bệnh, mặc dù đã được gia đình và các y bác sĩ tận tình chăm sóc thuốc thang, trong do tuổi cao sức yếu, căn bệnh hiểm nghèo, cụ không qua khỏi, đã từ trần lúc 16 giờ 15 phút ngày 24 tháng 8 năm 2016, tức là ngày 22 tháng 7 năm Bính Thân. Cụ hưởng thọ 87 tuổi. Cụ Phạm Thị Tùng mất đi là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình, anh em, con cháu nội ngoại, họ hàng. Cụ đã sớm giác ngộ tinh thần cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương, đồng viên khuyên bảo cháu con luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và làm tròn nghĩa vụ của công dân, góp phần cùng nhân dân ta xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, với tình cảm và trách nhiệm của chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn xã đối với cụ và gia đình cụ, chúng tôi đã được tập thể phân công thống nhất với gia đình họ tộc cơ sở xóm Xuân Trử đội 5 đã tiến hành tổ chức lễ tang cụ Phạm Thị Tùng đúng với quy chế của địa phương và trang trọng nhất. Thưa các vị đại biểu, đại diện cho Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Hải Thanh, kính thưa ban chi ủy chi bộ và cán bộ nhân dân xóm Xuân Trử, thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các quý khách gần xa, thưa tang quyến, trong những lúc toàn dân và toàn quân ta đang nô nức thi đua lập thành tích kỷ niệm 71 năm ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì hội người cao tuổi chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình và chi hội cơ sở cụ Phạm Thị Tùng, sinh năm 1930, bị đau yếu. Cụ đã được của ông cùng con cháu gia đình tận tình chăm sóc thuốc thang, họ hàng làng xóm và đoàn hội động viên thăm hỏi, mong cụ bệnh tình thiên giảm, cùng con cháu hưởng hạn ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng với các cụ, để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình họ hàng và đoàn hội. Kính thưa hương hồn cụ, và viếng cụ hôm nay là đoàn đại biểu gồm các đồng chí cán bộ, hội viên, hội người cao tuổi trong toàn xã và chi hội cơ sở. Cho phép tôi đại diện cho đoàn gửi tới cụ ông và toàn thể tăng gia lời thăm hỏi, lời đồng viên, chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này. Sau đến lên vị trí chủ lễ, các vị trong ban nghi lễ về vị trí làm công tác chuẩn bị, nhờ nhạc giúp đoàn vợ chống làm công tác chuẩn bị. Hương thơm nến đỏ ngạt sầu,
những người đi biệt và đau cảm hỏi, mời hai vị dâng còn hương đăng của chi hội cư sở kính viếng. Xin mời hai vị dân hoa tươi quả ngọt và lễ phẩm của hội và chi hội cũng chính thức. Mời đoàn đứng nghiêm trang, dành một phút mặc niệm phụ, một phút bắt đầu. Thôi, một phút đã hết, lễ viếng đã xong. Xin mời đoàn ngồi uống nước, chia buồn cùng với tăng quyến. Sáng mai, hội cựu thanh niên xung phong Sài Thành do Vũ Thanh Hải làm trưởng đoàn, nhận được tin báo buồn của ông cụ bà không may năm bệnh tại trần. Đoàn đã về đè đầu trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, cụ ông nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin đọc giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương đăng kính viếng, xin kính mời. Ban tổ chức xin đọc giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hoa tươi tiểu quả và lễ phẩm kính viếng, xin kính mời. Kể từ đây cụ không còn nữa, để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ lần cuối cùng, đã đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xã Hải Hưng và chi hai ở xóm Sơn Tâm, xã Hải Thanh, xin được bắt đầu. Kính thưa ban tổ chức tang lễ xã Hải Thanh, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Thanh, các tổ chức chính trị xã hội, các khách quý gần xa, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên, nhân dân sống xứ sở, các bậc cao niên, thân bằng, cố hữu, kính thưa linh hồn cụ Phạm Thị Tùng, dòng họ Phạm đại tộc gốc Mạc ở xóm Nam Lễ xã Hải Hưng, chi hai ở xóm Xuân Tâm xã Hải Thanh, chi ba ở thị trấn Yên Đình cùng các chi các xã ở xã Hải Nam, xã Hải Quang nhận được tin báo buồn của cụ ông Phạm Thanh Tùng và của ông bà Phạm Văn Chuyên. Có cụ bà thân mẫu là cụ Phạm Thị Tùng đã thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng theo lẽ tự nhiên của các bậc cao niên, cụ hưởng thọ 87 tuổi.
Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ bà Phạm Thị Đồng là hàng dâu đời thứ 9 của dòng họ Phạm Đại Cập. Lúc sinh thời, cụ cùng cụ ông xây dựng gia đình, mặc dầu là gia đình chính sách, được nhà nước trợ cấp hàng tháng theo chế độ hưởng thương bệnh binh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, là một nghị lực hiếm có. Đối với xã hội, gia đình cụ luôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước. Với làng xã, gia đình cụ luôn thực hiện tốt các quy chế mà địa phương đề ra. Trong dòng họ, hai cụ là bậc ông bà, bề trên là tấm gương cho con cháu noi theo trong việc phụng sự thiên tổ. Những năm trước đây, dòng họ Phạm Đại Cập, dòng họ Phạm Chí Đập tổ chức xây lại ngôi từ đường để thờ tự. Hai cụ tuy tuổi cao sức yếu, kinh tế có khó khăn, nhưng với tấm lòng thành tâm với tiên tổ, với các bậc tiền nhân, hai cụ vẫn dành được tiền của đóng góp tiến cúng vào việc xây các nơi tổ đường. Trong những hệ trong dòng họ luôn ghi nhớ điều này. Hôm nay cụ đã ra đi về chầu tiên tổ. Các thế hệ con cháu trong dòng họ về đây để tổ chức lễ viếng. Đoàn đại biểu của Phạm Đại Cập gồm các thế hệ là cháu gọi cụ bằng chín, là cháu gọi cụ bằng bà, là cháu gọi bằng cụ. Do ông Phạm Đức Triều, trưởng tộc làm trưởng đoàn, tập trung tại đây xin được tổ chức lễ viếng cụ. Cụ ơi, gió bay biên viễn, xa vật đổi đời, còn lại gì cuộc thế lúc thăng lúc giáng, phong quang biến đổi không chừng, kiếp phù sinh xưa nay vẫn thế mà lành, cuộc đời dâu vẻ xưa nay, việc đời như thể mây bay trên trời, đời người như an vân du, bóng câu qua sửa bỗng cảnh tổ nhân. Thôi, thế là từ đây cụ không còn là võ trần ra nữa. Dòng họ chúng ta đã mất đi một người, các bậc cao niên trong dòng họ đã thưa đi nhiều. Chúng ta nặng ngồi thương tiếc, tạo hóa sinh tử biết là sát được. Vậy là người đi nhẹ bước thái bình, bao người ở lại mặc lòng xót xa. Họ hàng đông đủ về đây ngậm ngùi thương tiếc người về thiết thú. Đại biểu đại diện cho Phạm Đại Cập dâng lễ hương kính viếng, xin kính mời. Thank you.
thang bước chướng lưng lên mà sợ. Xin trân trọng giới thiệu ba đại biểu đại diện cho Phạm Đại Tập, Phạm Chi Tập, Dân Tiền Tang và bước chướng lên kinh tuyến. Xin kính mời. Thương cốt nhục buồn mùi huyết mạch, thiết thân nhân xúc động tâm hồn, vàng đại tập kính viếng. Biển ta của Phạm Đại Tập mang dòng chữ mầm lai tiên cảnh. Biển ta của Phạm Chí Tập mang dòng chữ cốt nhục tình thâm. Ngàn năm vật đổi sang đời, tình thâm cốt nhục bao giờ cho quên. Mấy lời văn điếu hôm nay, họ hàng kính viếng cụ thời thấu cho. Xin nhân dòng giới thiệu và kính mời một đại biểu đại diện cho dòng họ lên đọc lời văn điếu kính viếng. Xin kính mời. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thế thứ Bính Thân Niên, thất Việt nhị thập tam nhật, Nam Định tỉnh, Hải Hậu huyện, Hải Thanh xã, xứ Chử Gió, Hiếu Văn họ Phạm đại tộc gốc Mạc, xóm Nam Lễ, xã Hải Hưng, kính viếng hương hồn cụ Phạm Thị Tùng tức Đinh Thị Ngọ, sinh năm 1930, từ trần ngày 24 tháng 8 năm 2016, tức ngày 22 tháng 7 năm Bính Thân, cụ hưởng thọ 87 tuổi. Cụ lấy đi cõi tuần hoàn, tình trong thân thích họ nhờ tình thân tộc gia càng nhớ thương, tin buồn đưa tới hôm nay 87 tuổi ra trong họ họ bằng họ thước tiếc thương trước ninh sàng thương hồn bái biệt biển văn tan tha thiết kinh dân về cõi thọ kính cẩn.
nghiêng mình dành một phút mặc niệm, một phút bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã được hoàn tất, đoàn an toàn. Thay mặt các đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, các quý vị đại biểu đã dành cho đoàn chúng tôi thời gian để lễ viếng được trọng thể. Xin một lần nữa cảm ơn. Đứng trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu cán bộ nhân dân 67 xã Hồng Trung. Nhận được tin báo buồn của ông bà Nam có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may lâm bệnh từ trần, đoàn đã về tè tàu trước khi chàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Nam nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho cán bộ nhân dân 67 xã Hồng Trung lên dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng. Xin kính mời. Cán bộ nhân dân 67 xã Hải Trung tìm kiếm. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu quân nhân 67 xã Hải Trung nhân dân hương và hoa tươi tìm kiếm. Xin kính mời. Ban tổ chức xin lòng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho chi hội khuyến học 67 xã Hải Trung nên dâng hương hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho chi hội phụ nữ 67 xã Hải Trung nên dâng hương hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho chi hội sinh vật cảnh nhân dâng hương quả tươi và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời. Xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho xóm Cố Hương Văn Đắp Đông 67 xã Hải Trung. Xin mời đoàn nên dâng hương hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời.
để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ lần cuối cùng, tôi đề nghị đoàn Vĩnh Nghiêm Trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã xong, xin mời đoàn an tọa uống nước tiếp tục chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Đứng trước bàn thờ cụ Phạm Thị Tùng lúc này là đoàn đại biểu họ Trần Chi Ba Mộc Thanh, họ Trần Tâm Kỳ Minh, họ tổ tế nữ họ Trần Mộc Thanh và tổ tế nữ tiểu Chi Mục họ Trần đã nhận được tin báo quần có bà Nam Nụ có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may lâm bệnh từ trần. Đoàn đã về tề tựu trước linh tràng để tổ chức lễ kính viếng đồng cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Nam Nụ nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng đồng cụ. Mở đầu chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho họ Trần Chi Ba Mục Thanh, do Trần Đức Anh làm trưởng đoàn. Xin mời đoàn dâng hương tử quả và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời. Trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho họ Trần Tâm Kỳ Minh lên dâng hương hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho tổ tế nữ họ Trần Mục Thanh nên dâng hương tử quả hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu tổ nữ tế tiểu chi họ Trần. Xin mời đoàn nhân dân hương tử quả và lễ phẩm kính viếng. Xin kính mời. Để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ lần cuối cùng, tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã xong, xin mời đoàn an tọa uống nước tiếp tục chia buồn gia đình tăng quyến. Thay mặt dân trước bàn thờ cụ Phạm Thị Tùng lúc này là đoàn đại biểu hội đồng ngũ tháng 9 năm 1983 liên xã Liên Hiền, huyện Hải Hậu, huyện Trực Ninh do ông Đỗ Văn Hậu làm trưởng đoàn. Nhận được tin báo quần có bà Nam Nụ có người mẹ muôn vàng kính yêu của mình không may lâm bệnh từ trần, đoàn đã về tề tựu trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Nam Nụ nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất.
giới thiệu các vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương đăng hoa tươi từ quả và lễ phẩm kinh điển. Xin kính mời. Tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã xong. Xin mời đoàn an tọa uống nước tiếp tục chia buồn với gia đình tan biến. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trọng giới thiệu đoàn đại biểu các con cháu ngành cô đắc Hải Sơn quan hệ với cụ ông. Xin mời đoàn đứng trước bàn thờ của cụ Phan Thị Tùng. Lúc này là đoàn đại biểu các con cháu ngành cô đắc ở Hải Sơn nhận được tin báo buồn của cụ ông, cụ bà không may lâm bệnh từ trần. Đoàn đã về tề tự trước nghĩa trang để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tang quyến lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương quả tươi tiểu quả và lễ phẩm và đọc bức chứng kính viếng. Xin kính mời. Đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, nghe tiếng đã xong. Xin đoàn an tọa uống nước tiếp tục chia buồn với gia đình tham viếng. Thay mặt gia đình trước bàn thờ của cụ, lúc này là đoàn đại biểu hội thương binh tỉnh Nghĩa xã Hải Thanh do Trương Văn Bắc làm trưởng đoàn nhận được tin báo buồn của cụ ông, cụ bà không may lâm bệnh từ trần. Đoàn đã về tề tựu trước nghĩa trang để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, cụ ông nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Trước xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hoa tươi tiểu quả và lễ phẩm kinh điển. Xin kính mời. Thương tiếc vĩnh biệt cụ lần cuối cùng, gia đình đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã xong. Xin mời đoàn an tọa uống nước tiếp tục chia buồn với gia đình tan biến. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trọng giới thiệu đoàn đại biểu họ Đinh đại tộc và Đinh Trinh tộc do ông Đinh Ngọc Anh làm trưởng đoàn. Xin mời đoàn về trước nghĩa trang để tổ chức lễ kính viếng. Đứng trước bàn thờ cụ Phạm Thị Tùng, tức cụ Đinh Từ Ngọ, lúc này là đoàn đại biểu họ Đinh đại tộc và Đinh Trinh tộc do Đinh Ngọc Anh làm trưởng đoàn nhận được tin báo buồn của cụ ông,
cụ bà không may lâm bệnh từ trần, đoàn đã về tề tựu trước nghi sàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Tôi xin hai vị đại biểu đại diện cho họ Đinh đại tộc nên dâng hoa tươi, tiểu quả và lễ phẩm kính viếng, xin kính mời. Chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin phép giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho họ Đinh chi tộc nhân dân hương đăng kính viếng, xin kính mời. Lễ bái mễ hoàn thành. Để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ lần cuối cùng, tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hết lễ viếng đã xong, xin mời đoàn an toàn uống nước tiếp tục chia buồn với gia đình tăng quyến. Thay mặt gia đình, bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu đại diện cho họ Nguyễn Chi tộc do Nguyễn Văn Hiền làm trưởng đoàn. Nhận được tin báo buồn gốm và chuyên sòi có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may năm bệnh từ trần, đoàn đã về tề tựu trước nghi sàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà chuyên sỏi nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương đăng kính viếng, xin kính mời. Trước xin gặp giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hoa tươi, tử quả và lễ phẩm kính viếng, xin kính mời. Để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ lần cuối cùng, tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã xong, xin mời đoàn an toàn uống nước tiếp tục chia buồn với gia đình tăng quyến. Hành trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu các ông bà thông gia với cụ. Nhận được tin báo buồn của gia đình cụ không may năm bệnh từ trần, đoàn đã về tề tựu trước nghi sàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ viếng. Tôi xin theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hoa tươi, tử quả và lễ phẩm kính viếng, xin kính mời.
thương tiếc vĩnh biệt cụ nguyễn đức tùng tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm bắt đầu phút mặc niệm đã hết lễ viếng đã xong xin mời đoàn an toàn uống nước tiếp tục chia buồn của gia đình tăng quyến thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn đứng trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu các em con cu con cậu con lì và các cháu do nguyễn đức đoan làm trưởng đoàn nhận được tin báo buồn của gia đình cụ Phạm Thị Tùng tức cụ Đinh Thị Ngọ không may lâm bệnh từ trần, đoàn đã về tề tựu trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên làm chủ lễ. Hai vị đại biểu nhân dân hương đăng ký kiến xin kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hoa tươi cửu quả và lễ phẩm kính viếng xin kính mời. Thương tiếc đến biệt cụ lần cuối cùng tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm bắt đầu phút mặc niệm đã hết lễ viếng đã xong xin mời đoàn an toàn uống nước tiếp tục chia buồn của gia đình tăng quyến thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Đứng trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu các ông bà thông gia với các con của cụ nhận được tin báo buồn của ông bà Kiên ông bà Nam có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may lâm bệnh từ trần, đoàn đã về tề tựu trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho các đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Chuyên, ông bà Nam nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hoa tươi tiểu quả lễ phẩm và đặt bức chứng kính viếng xin kính mời. Để từ đây cụ không còn nữa để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ lần cuối cùng tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang hướng về linh sàng dành một phút mặc niệm bắt đầu phút mặc niệm đã hết lễ viếng đã xong xin mời đoàn an toàn uống nước tiếp tục chia buồn của gia đình tăng quyến thay mặt gia đình. Trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu hội đồng ngũ tháng 9 năm 1983 xã Hải Trung do ông Đỗ Văn Hậu làm trưởng đoàn nhận được tin báo buồn của ông bà Nam Lụ có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may lâm bệnh từ trần, đoàn đã về tại tàu trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng.
để tỏ lòng thương tiếc kính biệt cụ này cuối cùng, tôi đề nghị đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Giới thiệu đoàn đại biểu hội đoàn tham gia với ông bà Nam Nụ ở cổ lễ, xin mời đoàn về trước lên sàn để tổ chức lễ kinh viên. Bàn thờ của cụ lúc này là rồi, là đoàn đại biểu hội bạn thân với hội bạn với ông thông gia với ông bà Nam Nụ ở cổ lễ, nhận được tin báo buồn của ông bà Nam Nụ có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may năm bệnh từ trần, đoàn đã về đề đầu trước lên sàn để tổ chức lễ kinh viên thưa cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Nam Nụ nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương đăng kính viếng, xin kính mời. Xin mời đoàn an tọa bốn nước tiếp tục chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Long xã Hải Trung, anh em ruột quan hệ với ông bà Nam Nụ do ông Trần Phúc Doanh làm trưởng đoàn, xin mời đoàn về trước linh sàn để tổ chức lễ kinh viếng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tăng quyến, đứng trước bàn thờ cụ Phạm Thị Tùng lúc này là đoàn đại biểu họ Trần Quý Long xã Hải Trung, anh em ruột với ông bà Nam Nụ là con của cụ. Nhận được tin báo buồn của gia đình, cụ không may năm bệnh từ trần, đoàn đã về tại đầu trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng của cụ. Trước khi vào lễ viếng, trước hết đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Nam Nụ nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau biểu đại diện cho đoàn nhân dân tuần hương kính viếng, xin kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho họ Trần Quý Long và anh em ruột của ông bà Nam Nụ, nhân dân hoa tươi, tiểu quả và lễ phẩm kính viếng, xin kính mời. Đoàn đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, nghe tiếng đã xong, xin mời đoàn an tọa uống nước tiếp tục chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin giọng giới thiệu đoàn đại biểu anh em họ ngoại với ông bà soạn chuyên là con. Đứng trước bàn thờ cụ Phạm Thị Tùng lúc này là đoàn đại biểu anh em họ ngoại với ông bà Sợi là con dâu của cụ. Nhận được tin báo buồn của gia đình ông bà Sợi chuyên có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may năm bệnh từ trần, đoàn đã về tại đầu trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng hợp cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Sợi chuyên nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Thank you.
quan tổ chức trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hoa tươi tiểu quả và lễ phẩm kính viếng, xin kính mời. Phút mặc niệm bắt đầu. Con xin đoàn an toàn của nước tiếp tục chia buồn của gia đình tăng quyến, thay mặt gia đình xin chân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, tân quý khách, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tăng quyến, cán bộ và nhân dân xóm Xứng Tử vô cùng buồn ngủ xúc động khi nhận được tin báo buồn của gia đình cụ Phạm Thị Tùng tức Linh Thị Ngọ, sinh năm 1930. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, chạy chữa thuốc thang, họ hàng hàng xóm đến thăm hỏi động viên, mong cụ sống bình phục. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi, cụ đã từ trần vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 24 tháng 8 năm 2016, cụ Vượng Thọ, 87 tuổi. Với tình cảm cùng ăn cùng ở cùng làm cùng sinh hoạt các đoàn hội, cán bộ và nhân dân trong xóm Xứng Tử cùng các tổ chức đoàn thể trong xóm đã tập trung về chiếc linh tràng của cụ. Trước tiên xin gửi lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tăng quyến và xin phép được làm lễ kính viếng cụ. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân trong xóm nhân dân Hương Đăng kính viếng cụ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho chi hội nông dân xóm nhân dân Hương Đăng kính viếng cụ. Tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho chi hội cựu chiến binh xóm lên dâng hương hoa tươi và lễ phẩm. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho câu lạc bộ cựu quân nhân xóm lên dâng hương đăng quyến. Tiếp theo tôi xin kính mời hai vị đại biểu đại diện cho chi hội phụ nữ xóm lên dâng hương đăng quyến viếng cụ. Vòng hoa mang dòng chữ cán bộ và nhân dân xóm Xứng Tử đội 5 kinh xã Thanh Kinh Viếng. Tiếp theo chương trình
trình tôi xin trân trọng quý mời một vị đại biểu đại diện cho chi hội nông dân xóm liên lạc vòng hoa Bình Vĩnh Hưng. Vòng hoa mang dòng chữ chi hội nông dân đội 5 xóm Tân Sử Hải Thanh Bình Vĩnh. Chương trình tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho chi hội phụ nữ liên lạc vòng hoa Bình Vĩnh Hưng. Vòng hoa mang dòng chữ chi hội phụ nữ đội 5 xóm Tân Sử xã Hải Thanh Bình Vĩnh. Tôi đề nghị các vị đại biểu trong đoàn có mặt tại sân tang đứng nghiêm trang dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, xin mời đoàn an toàn uống nước chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Lễ viếng của đoàn đến đây đã hết, xin trân trọng cảm ơn. Đứng trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu các cháu gọi bằng thím, bằng bà. Nhận được tin báo buồn của gia đình cụ không may năm bệnh từ trần, đoàn đã về đại từ trước linh sàng để tổ chức lễ kính viếng hương cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho các đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Trang hướng về linh sàng dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Để chị tăng mẹ được, con mượn bút thay lời, mượn lời văn khóc trước nơi linh sàng. Và giờ này chúng tôi xin kính mời một vị nên đốt đèn tâm nhang trước giờ ít chia ly kính biệt mẹ, và chúng tôi có đôi lời khóc mà than giờ. Chiều tan
là từ mai con trở về nhà, con không thấy mẹ nữa đâu. Mẹ ở suối vàng có lính như phù hộ cho con ở đơn xa quê nhà. Con gái mẹ mong mẹ nơi trên suối phù hộ cho chúng con. Bài văn của con gái Phạm Thị Lụa ở Đài Loan đến đây là hết. Trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu hội học sinh khóa 82-83 do Nguyễn Mạnh Chức làm trưởng đoàn, nhận được tin báo buồn của ông bà Nam Nụ có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may năm bệnh từ trần. Đoàn đã về tè tàu trước linh tràng để tổ chức lễ kính viếng cho ông cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Nam Nụ nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin phép được tổ chức lễ kính viếng. Giới thiệu hai vị đại biểu đại diện các đoàn nhân dân hoa tươi, tiểu quả và lễ phẩm quý viếng, xin kính mời. Vĩnh biệt cụ lần cuối cùng, tôi đề nghị đoàn Vĩnh Nghiêm Trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã xong. Xin mời đoàn an toàn uống nước tiếp tục chia buồn với gia đình đang quyến. Thay mặt gia đình, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình đang quyến, đứng trước bàn thờ cụ Phạm Thị Tùng lúc này là đoàn đại biểu anh chị em, con chú, con bác, con cô do Nguyễn Văn Hiền làm trưởng đoàn, quan hệ với ông bà Sợi Chuyên là con của cụ. Nhận được tin báo buồn của ông bà Sợi Chuyên có người mẹ muôn vàn kính yêu của mình không may năm bệnh từ trần, đoàn đã về tè tựu trước linh tràng để tổ chức lễ kính viếng đường cụ. Trước khi vào lễ viếng, cho phép đoàn gửi tới toàn thể tăng quyến nói chung, ông bà Sợi Chuyên nói riêng lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn sâu sắc nhất. Giới thiệu hai vị đại biểu đại diện các đoàn nhân dân hoa tươi, tiểu quả và lễ phẩm kinh viếng, xin kính mời. Trang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng đã xong. Xin mời đoàn an toàn uống nước tiếp tục chia buồn gia đình tăng quyến. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa gia đình tăng quyến, cụ Phạm Thị Tùng tức Đinh Thị Ngọc, sinh năm 1930, ngũ đại đội năm xóm xứ Trường, xã Hải Tân, Tử Trần. Trong thời gian lâm bệnh, cô đã được gia đình và các thầy thuốc tận tình
chăm sóc cứu chữa, song do căn bệnh hiểm nghèo, tuổi cao sức yếu bệnh trọng cũng không thoát khỏi. Từ trần ngày 24 tháng 8 năm 2016, tức ngày 22 tháng 7 năm Bính Thân, của hưởng thọ 87 tuổi. Về trước dân tang là các gia đình niên gia niên đích gần gũi ân tương với cụ. Chúng tôi thực sự vô cùng bùi ngùi xúc động và thương tiếc. Được trước đi sàng để tổ chức lễ kính viếng hương hồn cụ. Trước khi vào lễ viếng, đoàn chúng tôi xin gửi tới gia đình Tam Quyến nói chung, gửi tới cụ ông nói riêng lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây là chương trình lễ viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị nên làm chủ lễ. Dâng lên cây nến tuần hương, tỏ lòng kính trọng tiếc thương vô cùng, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị dân tuần hương đăng kính viếng. Nghiêm trang kính cẩn đoàn thời kiến dân, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị dân tuần tiểu quả hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Hình ảnh và tình cảm ân thương của cụ mãi mãi để lại trong lòng bà con chúng tôi. Để tưởng nhớ cụ, đoàn chúng tôi xin dành một phút tưởng niệm, một phút tưởng niệm bắt đầu. Một phút tưởng niệm đã xong, xin kính mời các vị an tọa. Thay mặt cho đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức lễ tang, cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn ban nam nhạc, cảm ơn toàn thể nhân dân đã dành cho đoàn chúng tôi vào làm lễ kính viếng cụ được hoàn tất. Xin được tin bà không may năm 77 qua đời. Cháu là chồng Văn Khôi, cháu là cháu rể của bà, hiện đang công tác ở Đài Loan. Nhận được tin bà mất, cháu có về để chịu tang bà được. Cháu có nhờ thời văn tiếng kèn khóc thay cho cháu, và chúng tôi xin kính mời một vị trong đoàn đến đốt nén tâm nhang chức linh sàn tòa, và chúng tôi có đôi lời khóc mỏ than rằng: cháu rể ta
sản xuất thôi. Đến đây thì là hết. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình Tam Quyến, về trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu và cụ bằng chị em, chị các em, các cháu gọi bằng cô, bằng bá. Quan hệ với cụ, nhận được tin báo buồn của gia đình, cụ không may lâm bệnh từ trần. Qua thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ không qua khỏi. Cụ đã ra đi mãi mãi, về với tổ tiên, về cõi vĩnh hằng, để lại bao tình thương nỗi nhớ cho anh em con cháu chất người ngoài. Và giờ này đoàn đại biểu là chị các em các cháu gọi bằng bá, bằng cô, bằng đã tại điều trước lên sàng để tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, xin trân trọng và kính mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân tuồng hương đăng trước lên sàng, xin trân trọng kính mời. Trọng và kính mời hai vị đại diện cho đoàn dân hương hoa và lễ tỏa trước linh sàng để kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng và kính mời. Một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên có lời văn hiếu, xin trân trọng và kính mời. Hiếu văn ngành họ Đinh, các em khóc chị, các cháu khóc cô, khóc bác, khóc bá, mà hoàng yêu cầu mong dài não sống ngã đau trăm năm rồi mới theo ao tối tiên đại diện cho đoàn nhân dân Việt Tang trước linh sàng cụ, xin trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị đại biểu, vâng, và giờ này người cô người bá của không còn nữa, vâng, để chia ly và vĩnh biệt, xin trân trọng kính mời toàn thể các vị hướng về trước ly sàn để dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Phòng thờ của cụ lúc này là đoàn người đại biểu, là anh chị em ruột với bà Sợi, nhận được tin báo mừng của gia đình bà Sợi là có người mẹ muôn vàn kính yêu không may lâm bệnh thời trần. Qua thời gian lâm bệnh trọng đã được gia đình, anh em và y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi. Cụ đã lớn hiến xin trân trọng và kính mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân hương đăng trước linh sàng, xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy đứng nghiêm trang hướng về trước linh sàng để dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã hết, lễ viếng của đoàn đã xong, xin trân trọng. Từ mai
Cháu cũng về đến nhà không thấy bà đâu, chỉ thấy nấm mồ với khói hương nghi ngút. Bài khóc và cháu ngồi là thật thì đùa đến đây là hết. Trước bàn thờ của cụ lúc này là đoàn đại biểu là cháu chắc nội ngoại của cụ. Trong thời gian năm bệnh, mặc dù đã được gia đình và y bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng vì tuổi cao bệnh trọng và cụ không qua khỏi, cụ đã ra đi mãi mãi, về với tổ tiên, về cõi vĩnh hằng, để lại bao tình thương nỗi nhớ cho anh em con cháu chắc nội ngoại của cụ. Và giờ này đêm đã về khuya, các cháu các cháu của cụ đã tề tựu trước đi sàng để tổ chức lễ cúng viếng hương hồn người bà người cụ của mình. Xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho, xin mời toàn thể các cháu sẽ tiến lên phía trên này và quỳ xuống bái cho các cháu các cháu nên dâng hương đăng trước đây sau. Kính viếng hương hồn và xin trân trọng kính mời. Đại diện cho các cháu các chắc nên có lời văn. Vâng, các cháu nội ngoại viếng bà viếng cụ trước linh sàng khóc mà than rằng: bà ấy mãi dày đâu.
Xin đề nghị các cháu thấu cho. Tôi xin giới thiệu hai cháu dâng tuần hương đăng trước linh sàng kính viếng. Thank you.
giờ vĩnh biệt chia ly sắp tới, cả gia đình con cháu tiếc thương. Từ nay cách biệt âm dương, bài văn tiễn biệt xót thương vô cùng. Tôi xin giới thiệu một người đại diện cho con cháu nên đọc lời tiễn biệt, xin mời. Lời cha con cháu chắc đồng tộc nội ngoại cùng tiễn biệt vong linh siêu sinh tịnh độ. Yeah.
hoa thơm quả ngọt dâng mời, trà ngon dâng tiến cụ thời nhận cho, tấm lòng hiếu thảo thơm tho, anh em con cháu bây giờ xót đau. Dưới suối vàng cụ ơi có thấu, vì từ đây con cháu mất cụ rồi, giờ ly biệt xót thương môi, chúc cụ yên giấc ở nơi kiểu tuyền. Xin giới thiệu hai cháu dân tuần trà quả trước tình trạng, xin mời. Phía sau vái cụ hai bài. Lễ tiễn biệt đã xong, mời hai ông chú ra dẫn con cháu về phía sau minh giảng tiếp tục cuộc tang. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, quý khách và toàn thể nhân dân đã tới dự. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã, kính thưa các vị đại biểu tân quý khách gần xa, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến. Cụ Phạm Thị Tùng, tức cụ Đinh Thị Ngọ, sinh năm 1930, hội viên hội người cao tuổi xã Hải Thanh, sinh chú quán đội 5 xóm Sống Trừ, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Phạm Thị Tùng đã đi về cõi vĩnh hằng để lại bao tình thương nỗi nhớ cho gia đình, cháu con, họ hàng nội ngoại và làng xóm, cán bộ nhân dân xã Hải Thanh mất đi một người công dân gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương. Cùng với những bước thăng trầm của lịch sử, cụ đã cố gắng vượt qua, giữ được nề nếp gia phong, giữ được đạo lý luân thường, sống có nghĩa có nhân với họ hàng làng xóm, cháu con nội ngoại, động viên khuyên bảo con cháu luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và làm tròn nghĩa vụ của công dân. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân,
Chương trình lễ tang lễ viếng cụ Phạm Thị Tùng đã được tiến hành từ lúc 16 giờ chiều ngày hôm qua, 25 tháng 8 năm 2016. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đã được đón nhận các đoàn đại biểu đại diện cho ủy, xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã, các tổ chức chính trị xã hội, các đại biểu tân quý khách, các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, các bên thông gia, anh em con cháu, cán bộ và nhân dân đội năm xóm chính trừ đã có mặt đông đủ để dự lễ an táng. Sau đây lễ an táng cụ Phạm Thị Tùng bắt đầu. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho cán bộ nhân dân xã Hải Thanh nên dân tuần hương đăng kính viếng, xin kính mời. Phạm Thị Tùng tức cụ Đinh Thị Ngọ không còn nữa. Để tỏ lòng thương tiếc giữa người còn đối với người đã mất, tôi đề nghị mọi người có mặt tại phòng tang đứng nghiêm trang, đứng về đích sàn dành một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Phút bằng niệm đã hết, lễ viếng đã xong, xin mời các vị đại biểu đứng sang hai bên, đội cứu đứng tại chỗ, gia đình họ hiếu rước bàn thờ cụ vào trong nhà. Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, hội người cao tuổi xã Hải Thanh, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài xã, cán bộ nhân dân đội năm xóm chống trừ, bạn bè gần xa, nâng đàng xóm ngõ, họ hàng nơi ngoài, các bên tham gia đã đến thăm hỏi và tổ chức lễ viếng cụ rất long trọng và đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội người cao tuổi xã Hải Thanh, các ban ngành đoàn thể và đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng. Công đức sinh thành.
kìa này, chuẩn bị lấy cái khúc cua này cho chạy vào trong cái hang sâu này. Trời lạnh lạnh, trời buồn mong manh, áo ấm dương cách biệt đôi đường. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, mẹ bỏ chúng con, mẹ ra đi mãi mãi. Hương cha già vào ra đơn chiến, lúc sớm hôm dây dứt dâng chào. Nhà xưa quạnh quẽ trước sau, cha ôm mặt khóc khổ đau thân già. Con biết cuộc đời là bể khổ chân ai, trăm năm ai có bước ra ngoài trăm năm, nhưng mẹ đi đã để lại đau đớn muôn phần. Hôm nay mẹ về nơi miền biên, chốn non bông nước nhược cánh xa, lòng con như thể muối pha, tâm hương con thắm lệ nhòa bi ai. Lạnh lạnh trời buồn mát mát, nẻo ân dương cách biệt đôi đường. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, mẹ bỏ chúng con, mẹ ra đi mãi mãi. Hương cha già vào ra đơn chiếc, lúc sớm dây dứt dâng chào. Nhà xưa quạnh quẽ trước sau, cha ôm mặt khóc khổ đau thân già. Con biết cuộc đời là bể khổ chân ai, trăm năm ai có bước ra ngoài trăm năm, nhưng mẹ đi đã để lại đau đớn muôn phần. Hôm nay mẹ về nơi miền viễn, chốn non bông nước nhược cách xa, lòng con như thể muối pha, tâm hương con thắm lệ nhòa bi ai. Cõi trần hồn mẹ ở chốn tuyên đài, xin mẹ chứng giám gái trai cõi trần. Hồn mẹ ở chốn tuyên đài, xin mẹ chứng giám gái trai. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đưa xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật.
Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn muôn thuở đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say, nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng.